Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải Nam ơi. Và ở video này thì Khải sẽ bán ngọc bội Nam ơi. Nói chung thì ngọc bội tầm này thì sau khoảng hơn một tuần rao thì cũng có khá nhiều anh em trả giá, nhưng mà thực sự là những cái món đồ như thế này thực sự cũng khá đẹp anh em ạ. Mà trả giá thì thực sự là nhiều anh em trả giá thấp quá nên Khải không bán. Và ở ngày video lần này thì Khải bán cái ngọc bội này với giá 3 triệu nha Nam. Đó, rồi ok. Và sau khi hôm trước Khải có đăng bài lên thì ai úp sâu sẽ tặng 3 kim thì Khải cũng đã tìm ra người được thưởng 3 kim. Đó là đây nè, bài viết của Khải là ngày 6 tháng 1 này cho đến bây giờ là cũng hơn 10 ngày rồi, lúc mà mở cái ngọc bội này hơn 10 ngày nè. Đây ngọc bội đây. Thì Khải ra với giá là 70 kim. Nhưng mà giờ tính ra thì Khải bán được hơn 3 triệu, tầm 3 triệu là khoảng 45 kim nè, mà cả chỉ được 45 50 thôi, bán 45. Rồi. Cho anh em thiện chí. Và người may mắn trúng 3 kim đó là Trung Hiếu nha. Trung Hiếu inbox Khải nhận 3 kim nha. Ê, không comment được. Inbox. Rồi không comment được ta. Là tại vì Khải đóng cái bình luận lúc nãy. Không comment được. Inbox nhận 3 kim nhé. Bán ngọc bội. Rồi, ok. Đây, bây giờ thì vào màn hình chúng ta sẽ dịch cho cầu thủ này đó. Biết là cái tên gì đây. Ok. Bang IS. Ok, đúng ạ, chưa? Đúng ạ, chưa? Nè. Thảo Bu Bang IS. Trưởng lão. Đó, nói chung là đồ đạp mà anh em. Thì được giá thì mình bán, thực sự là rất nhiều người trả giá này nọ. Mà thực sự nhiều anh em trả 2-3 chục kim, thực sự nó quá rẻ so với cái server nữa. Nên là lần này thì bán được với giá 45 kim và donate cho người anh em 3 kim thì Khải còn tầm 42 kim. Ok. Xong nha. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho Khải một like, share, ủng hộ cho anh em ơi. Rồi, đã bay được ngọc bội anh em và hiện tại bây giờ Khải tiếp tục bán một dây chuyền hợp kim với giá 35 kim, kháng cả 14 nha Nam, kháng cả 14, kháng độc 12. Và anh em nào mà có theo dõi video này thì nếu cảm giác thích cái gia truyền này thì liên hệ Khải qua số điện thoại Zalo 0971728011 trên video luôn nha anh em. Và gia truyền này hiện tại Khải đang ra bán với giá 35 kim. Anh em nào cần thì cứ liên hệ nha anh em. Nói chung là mua bán mà anh em, thiệt chất tâm huyết chơi thì cứ inbox mà cả nhiệt tình nè. Được thì bán cũng được thì thôi anh em, vấn đề đâu. Buôn bán mà thuận mua cho bán thôi. Chứ đâu thể nào mà mình đưa ra một cái giá mà mình bán đúng giá nó được, thực sự là không có anh em ạ. À, đâu rồi, vậy, ôi, cái dây chuyền hay mới đỡ đâu ta. Ôi, lấy cái, như đã bật lên lại coi. What the hell. Hồi nãy mình có rao sẵn mặc định dây chuyền đâu ta. Ồ, cái này rao lại rao. Ok anh em, và Khải sẽ rao lại cái bán thôi.